Trân trọng kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Mở đầu là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Ngày 20 tháng 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ. Chiều ngày 20 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ công bố chức danh và trao quyết định bổ nhiệm cho các kiểm sát viên và thẩm phán thuộc các cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và Tòa án Quân sự Trung ương. Ngày 20 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật giáo dục quốc phòng an ninh và cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết liên tịch số 06 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Ngày 20 tháng 8, Đảng Bảo thủ cầm quyền Hàn Quốc đã chính thức đề cử bà Park Geun-hye làm ứng cử viên của đảng này ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tới, mở ra cơ hội để bà Park Geun-hye trở thành vị nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Ngày 20 tháng 8, Tokyo đã kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ công dân nước này tại Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Nhật bùng phát vào cuối tuần qua, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản và Trung Quốc không nên để những tranh chấp về chuỗi đảo trên biển Hoa Đông ảnh hưởng tới quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Các cuộc xung đột triền miên giữa các sắc tộc khác nhau ở bang Assam thuộc Đông Bắc Ấn Độ là nguyên nhân khiến cuộc sống của hàng nghìn cư dân tại đây trở thành những thảm kịch. Ngày 20 tháng 8, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng, cơ quan đảng ở Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị sự nghiệp ở Trung ương, một số trường đại học, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tô Huy Đứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương nêu rõ, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ cũng là hội nghị bàn thảo những công việc cần làm ngay về công tác xây dựng Đảng, góp phần sớm đưa nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Tô Huy Đứa đã quán triệt những chủ trương, định hướng về đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần kết luận số 24 của Bộ Chính trị và nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 của Đảng, khái quát những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, phân tích rõ nguyên nhân và 6 nhóm giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ song song với việc đổi mới đồng bộ các khâu khác trong công tác cán bộ, trong đó có nhiều giải pháp nhằm tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ban tổ chức Trung ương, các cấp, ngành, địa phương từ sau Đại hội 11 đến nay đã triển khai rất khẩn trương, khoa học, bài bản, một khối lượng công việc lớn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng Bí thư khẳng định quan điểm dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, vì quy hoạch cán bộ là thể hiện vai trò, chức năng lãnh đạo, chủ động của Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho việc thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cần quán triệt những quan điểm chung, tư tưởng chỉ đạo về công tác cán bộ để thấy rõ tính toàn diện, tính biện chứng, khó khăn, phức tạp nhưng hết sức quan trọng của công tác cán bộ. Thì cán bộ theo cái nghĩa cơ bản nhất mà cái khái niệm chúng ta đang bàn đây có phải là những người lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng, tổ chức điều hành công việc, là hạt nhân của một tổ chức, là nòng cốt của một phong trào. Trong bất cứ thời kỳ cách mạng nào, ở bất cứ lĩnh vực địa phương nào, cán bộ cũng đóng vai trò quyết định. Và Bác thường nói rằng là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Công tác cán bộ là một khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Và có lần tôi nói là then chốt của then chốt. Xây dựng Đảng là then chốt thì cán bộ lại là then chốt của then chốt. Anh Trần Lưu Hải vừa nói là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Cho nên đồng thời với việc chuẩn bị đường lối chính trị, chiến lược phát triển kinh tế xã hội thì phải chuẩn bị chiến lược cán bộ, phải xây dựng quy hoạch cán bộ.
Về đánh giá cán bộ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta đã từng làm, thời kỳ nào cũng làm, nhưng đây là khâu khó, cần có tiêu chí, tiêu chuẩn, cần có thông tin. Phải thật sự là những người trong sáng, công tâm, khách quan và phải đầy kinh nghiệm, lịch lãm trong cuộc đời, cuộc sống thực tiễn. Phải có tầm nhìn thì mới có thể phát hiện đánh giá đúng đắn. Phải nhìn cán bộ từ nhiều góc độ, ở nhiều thời điểm, qua nhiều công việc thực tiễn, tính đến hiệu quả công việc, xem xét giải quyết như thế nào để mà đánh giá cán bộ, nhất là vào những lúc thử thách quyết liệt. Trong hai ngày làm việc 20-21 tháng 8, hội nghị tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các vấn đề xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Quy định góp ý lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Bổ sung sửa đổi quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ sung sửa đổi hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chiều ngày 20 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ công bố chức danh và trao quyết định bổ nhiệm cho các kiểm sát viên và thẩm phán thuộc các cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và Tòa án Quân sự Trung ương. Về việc bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Nhân dân. Lễ công bố chức danh cho 25 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 4 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và 1 thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của chính bản thân các đồng chí, đồng thời là kết quả của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ của ngành tòa án, kiểm sát, thể hiện sự quan tâm ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các cơ quan tư pháp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ghi nhận những nỗ lực của ngành kiểm sát và tòa án trong thực hiện cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng đang bước vào giai đoạn đặc biệt, gắn với chủ trương sửa đổi hiến pháp năm 1992 nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 11 của Đảng. Nhiều vấn đề hệ trọng đang đặt ra với các cơ quan tư pháp nói chung, trong đó nòng cốt là tòa án và viện kiểm sát. Để làm tốt chức năng và nhiệm vụ do hiến pháp và pháp luật quy định, Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án, viện kiểm sát cần tiếp tục triển khai thực hiện nhiều công việc, trong đó quan trọng nhất vẫn là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Chủ tịch nước tin tưởng các đồng chí mới được bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên và thẩm phán lần này sẽ phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao. Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 20 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án luật giáo dục quốc phòng an ninh. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết liên tịch số 06 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Tờ trình dự án luật nêu rõ, qua tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho thấy, văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh nếu chỉ dừng lại ở những nghị định của chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ ngành thì sẽ gặp khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì giáo dục quốc phòng an ninh quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức. Giáo dục quốc phòng an ninh cho công dân có vị trí quan trọng trong chiến lược quốc phòng an ninh của mỗi quốc gia. Mục tiêu cơ bản xuyên suốt của giáo dục quốc phòng an ninh của các quốc gia trên thế giới đều nhằm giáo dục trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quốc phòng an ninh cần thiết để mỗi công dân có thể thực hiện tốt nhất quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Dự thảo luật bao gồm 6 chương 42 điều quy định về giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong giáo dục quốc phòng an ninh. Mục tiêu giáo dục quốc phòng an ninh nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, kỹ năng quân sự cần thiết, góp phần đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với nội dung tờ trình của Chính phủ cho rằng, trước tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, để đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng
phòng toàn dân, an ninh nhân dân thì việc ban hành luật giáo dục quốc phòng an ninh là rất cần thiết. Tờ trình của Chính phủ cần tập trung làm rõ những ưu điểm cũng như hạn chế tồn tại qua tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh, những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết liên tịch số 06 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Qua 7 năm thực hiện nghị quyết 06, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đã từng bước được nâng lên cả về chất lượng và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan. Tuy nhiên, đến nay hoạt động tiếp xúc cử tri vẫn còn một số bất cập. Bên cạnh đó, quy định về tập hợp, tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri, trách nhiệm giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và của cá nhân, cơ quan tổ chức hữu quan trong việc tổ chức phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị cử tri còn chưa được đầy đủ, rõ ràng, cụ thể. Hình thức tiếp xúc cử tri chủ yếu mới duy trì trước và sau kỳ họp, chưa chú trọng các hình thức khác. Thời gian dành để cử tri phát biểu còn ít, việc giải trình tiếp thu của đại biểu Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền ở địa phương vẫn còn chưa thấu đáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi bổ sung nghị quyết 06 nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện một bước các quy định về tiếp xúc cử tri, bổ sung các quy định cụ thể về việc tổ chức phục vụ các hoạt động tiếp xúc cử tri, đồng thời cho ý kiến về hình thức ban hành, phạm vi điều chỉnh, tên gọi và bố cục nghị quyết và một số vấn đề cụ thể như trách nhiệm của đại biểu trong tiếp xúc cử tri, hình thức tiếp xúc cử tri, về tập hợp, tổng hợp, chuyển kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri. Sáng ngày 20 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị triển khai pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phát động cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tổng kết thực hiện công điện số 242 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an. Sau 15 năm thực hiện Nghị định 47 CP về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trên các phương diện. Các bộ ngành địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chặt chẽ đúng quy định, quy trình trong kiểm soát, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tổ chức duy trì thường xuyên các đợt tổng kiểm tra và cấp giấy phép sử dụng trong phạm vi cả nước nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, vi phạm. Qua kiểm tra đã phát hiện gần 4.300 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hàng tỷ đồng, thu hồi gần 17.500 khẩu súng các loại và hàng nghìn viên đạn, lựu đạn, kg thuốc nổ, kíp nổ và các phụ kiện gây nổ khác. Vận động nhân dân thu hồi được hơn 308.000 khẩu súng các loại cùng nhiều vật liệu nổ. Các lực lượng chức năng cũng đã đấu tranh, thu hồi từ các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án, nhiều súng đạn, bom, mìn, đầu đạn pháo, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ từ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép. Thực hiện công điện số 242 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều vấn đề tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy ở địa phương cũng đã được giải quyết. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đã được nâng cao. Công an các địa phương đã tổ chức được hơn 1.500 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, xử lý hơn 3.500 trường hợp. Tình hình cháy nổ đã được kiềm chế. Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012, cả nước xảy ra 461 vụ cháy. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp các ngành cần tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc pháp lệnh và Nghị định 47 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác vận động quần chúng, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, chủ động phát động, mở các đợt cao điểm để vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm thu hồi số vũ khí, vật liệu nổ đang trôi nổi trong nhân dân. Đề cập về công tác phòng cháy chữa cháy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung luật phòng cháy chữa cháy. Các cấp ủy chính quyền địa phương phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy, nhất là việc đầu tư trang thiết bị, trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Các bộ ngành, ủy ban nhân dân các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Nhân dịp này, Bộ Công an đã phát động đợt tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đợt cao điểm này nhằm tăng cường vai trò và hiệu lực